Rất đông người câu nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cả cần mình nữa là cần thứ 8 anh em nhé. Anh em mình thì chính ngọ là 12 giờ mới ra đến đây. Còn còn tất cả các anh em khác là các người khác là câu từ sáng nhá. Câu 8 giờ mới cả 9 giờ sáng anh em nhé, nhưng mà chưa ai được bất cứ một con cá nào. Ngồi đây để xem Đây, chào anh em thì hôm nay là mình không trộn thính nha anh em nhá. Đó, vừa nắm thính nhá, cho cô em nó ném thính hôm nay là đi mua nhá, nó ném lên đâu thì câu ở đấy thôi. Thính đi mua 70.000 được có một tí. Ui, thằng cu ném xa thế. Đây. À, mình đi mua một ổ thính 70.000 câu cá trôi anh em nhé. Cái hồ này thì nó nhiều trôi. Không biết là có hiệu quả hay không thì không phải là do là mình hết mồi rồi, mà là do hôm nay thiếu rất chi là nhiều đồ, thiếu cắm gạo rồi cắm trứng rồi trứng gà rồi thính chạo. Nên là mình ngại đi mua. Thì cái hồ câu này nó cũng ở gần một cái tiệm thính bán đồ, một cái tiệm người ta làm thính người ta bán đấy. Thì mình đi mua một ổ thính câu trôi 70.000. Như anh em thấy thì mình tự trộn mồi ở cái hồ này thì chưa móm đâu, nhưng mà anh em để xem hôm nay khi mà thính mua thì nó có hiệu quả hơn hay không nhá. Cái hồ bằng cái lỗ mũi mà 8 người câu. Mình vừa hỏi sơ qua thì chưa ai lên con gì đâu. Ở đây là cũng trưa rồi anh em ạ, 12 giờ trưa rồi. Là hơn 12 giờ tí năm thính để cho nó được giờ đấy, mà không biết có ra gì hay không. Hôm nay thì mình quên không mang túi thả thính, lâm ra là phải mượn túi thả thính của người khác. Anh em nhìn thấy túi thả thính của người khác nhìn nó có thô sơ không? Nhìn túi của mình cực kỳ chất luôn, nhưng mà hôm nay quên không mang. Cái hồ câu này là 150.000 anh em ạ. Đó thì vừa ném thính xong thì bây giờ đang cá nổ. Căn ổ căn cước anh em nhá. Đó thì anh em căn ổ thì lúc nãy cái ổ thính mà anh em ném vào đâu và cái bóng ở dưới nước ấy, cái ví dụ như kiểu đây tòa nhà anh em căn vào cái bóng ở đâu đấy chẳng hạn, ở đâu mà không có bóng thì anh em căn chéo nữa
Thì cân chéo và cân thẳng thế là ổ thính nó chuẩn anh em nhé. Hôm nay thì là hai anh em đi câu thì cũng thực sự là cũng không định đi câu đâu, thế nhưng mà do cu em nó lên nó rủ, thế là thôi hai anh em đi, đâm ra là nó mới thiếu thốn đủ các loại đồ nên là mới phải đi mua thính anh em. Ở đây hồ này thì là 150.000 nhá, 150.000 với cả tiền thính nữa là 230.000, à 220.000 chứ. Thế là hết 220.000 rồi. Để xem có ra gì không anh em nhá. Cái hồ này thì mình trước thì mình hay câu buổi chiều đến bắt đầu 5 6 giờ chiều mình mới câu câu tối cơ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên câu buổi chiều. Thì hai anh em vẫn đang căn ổ nhá. Mình câu tứ anh em nhá. Đây thì mình hôm nay câu đây thì mình xiên ốc vào nhá. Tại vì hồ này nó còn sót nó một vài con chấm đen, nó biết đâu chấm đen nó vào nó ăn thì sao. Đó, cái hồ bằng lỗ mũi mà không ai lên cá thế nó mới lạ chứ này. Thì ngồi đây thì có người câu 8 giờ sáng, 9 giờ sáng. Thì mình đi câu lăng xê thì hôm trước đi xuống cái hồ 100.000 ấy thì chán cái hồ đấy lắm rồi. Bởi vì cá nó quá bé. Ít thì nó cũng phải được tầm 8 9 lạng đổ lên, cá trôi gì mà 10 con may ra được 1 cân thì câu cáo cái gì hả anh em. Nên là mình sắp tới mình sẽ không câu ở cái hồ đấy nữa anh em nhé. Cá nó quá nhỏ không bõ để câu. Lúc dòng nó cũng chả thấy cái khái niệm gì là phê cả. Hôm nào mà anh em cho nó ngứa tay, cho nó bảo thích đi câu chơi thì xuống đấy thì cũng được. Nhưng mà đi câu kiếm con cá về mấy anh em ngồi thì nghe có vẻ không hợp lý tí nào. Nay thì những cái bờ đẹp thì người khác ngồi hết rồi. Còn những chỗ đẹp nữa thì nó lại nắng quá nên là mình chui vào đây. Cái bước đầu tiên anh em căn ổ cho chính xác nhá, khi mà vừa mới ném thính xong ấy thì anh em cứ câu ở ngoài ổ giúp mình, câu cách ổ khoảng tầm 15-20 cm gì đấy. Thế sau khi khoảng vài tiếng đồng hồ rồi, 3-4 tiếng rồi và khoảng tầm 3 tiếng rồi thì anh em câu ở tâm ổ cũng được. Anh ngồi đi khoảng đến sẩm sỉ tối nó về anh em nhé. Mà được cá thì ngồi, không được cá thì thôi. Cái phao mình đang cầm ở tay đây là phao 3.5 anh em nhé. Ở cái hồ này câu gần thì nó hợp lý hơn, mà cô em nó ném hơi xa. Rồi, anh em đón xem video xem có được con gì không.
Anh em thì mình được nhiều nhất hồ rồi, anh em nhìn phao này. Chán không buồn giật nữa rồi. Đến thời điểm hiện tại mình nhiều nhất hồ tính con nha. Mình được khoảng tầm 50 con rô phi rồi, nhưng mà lên thì toàn là rũ xuống thôi. Rô phi nó toàn là hai mấy cả ba ngón tay. Cứ thả phát là đè, thả phát là đè thì lúc đầu thì nó cũng không đè mấy, nhưng mà mới cách đây khoảng hơn tiếng đồng hồ thì nó mới đè thôi. Chán không buồn giật nữa rồi, bởi vì giật quá mỏi tay rồi. Đi mua thính trôi mà nó làm cho chả biết làm kiểu gì mà vào đây rô phi quấn ổ luôn. Toàn là rô phi hai ngón tay, ba ngón tay. Mà rô phi nó lại màu nó như kiểu bẩn bẩn ấy, nó nhôm 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 ấy. Thấy nó không hợp lý anh em. Mình để xa ra đây để anh em nhìn cho nó thấy là cả cần cả phao, nhưng mà có vẻ là để như này thì sẽ không nhìn được phao anh em ạ. Đi câu lục mà cái như kiểu đi câu lăng xê ấy, cả cần ngồi thả ngồi hút thuốc không thèm trông cần gì luôn. Câu thế này thì quá nhàn. Này thì ở bên cạnh kia nó xây nhà, đâm ra là tiếng ồn nó hơi nhiều. Công nông rồi tiếng người ta đập bê tông. Pháo nó thụt liên tục ấy mà anh em, nhưng mà toàn là rô phi thôi. Đâm ra là giật, mà không giật thì lại sợ cá to, mà giật thì lại toàn cá nhỏ. Đâm ra là giật mỏi tay quá rồi, ngồi nghỉ. Rô phi nó không to, toàn hai ba ngón tay, đâm ra là chán anh em ạ. Cái rô phi nó được khoảng tầm 5 lạng ấy thì cũng ok đấy. Rồi, chuẩn bị thu đồ về thôi anh nhá. Thì đến thời điểm hiện tại cả hồ vẫn chưa được con gì anh em nhá. Sẩm xỉ chiều rồi. Đó, còn ở bên đây thì có hai chú cứ khoảng tầm không đến một tiếng đồng hồ thì lại lém thính một lần. Thì từ cái lúc mình ngồi đến bây giờ là được hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, thì có người ném 3 lần, có người ném 4 lần. Hình như là cái chú bên cạnh nên làm 5 lần. Đây anh em rô phi này. Mình vứt một vài con lên đây để quay cho anh em xem. Đó, kia nữa kìa. Đây hai con này. Hai con rô phi này, còn một con ở trong cành lá đây nữa này, ở góc màn hình bên tay trái. Thôi thế này mình ngồi thêm một chút nữa rồi mình thu đồ mình về anh em nhá. Cá nhân mình cảm thấy thì thính mua nó vẫn không ngon bằng cái thính mình ủ và mình trộn. Có lần sau rút kinh nghiệm cố gắng đi mua thính vậy anh em. Hẹn anh em ở clip sau nhá.